Sinh mổ nên ăn rau gì là trăn trở của hầu hết các chị em, bởi các loại rau củ quả tuy là nguồn bổ sung dinh dưỡng tuyệt vời, nhưng không phải loại nào cũng tốt. Bởi vậy mà điều quan trọng là mẹ phải nắm rõ được những thực phẩm nào có lợi để từ đó xây dựng được thực đơn dinh dưỡng lành mạnh, tốt cho cả mẹ lẫn con. 1. Cải bó xôi hay rau chân vịt, rau bina. Mở màn cho danh mục sau sinh mổ nên ăn rau gì, đó là cải bó xôi. Loại rau này được biết đến là nguồn cung cấp mangan dồi dào, vi chất giữ vai trò thúc đẩy vết thương mau lành nhờ tăng quá trình tạo collagen, nên rất thích hợp với những bà mẹ vừa sinh mổ. Chưa hết, folate trong rau không những tốt cho não bộ của trẻ sơ sinh mà còn giúp mẹ gọi sữa về dạt dào. Cách chế biến cải bó xôi cũng khá đơn giản, bạn có thể làm sinh tố, nấu canh, xào thịt bò hoặc đơn giản là chỉ chần qua nước sôi rồi ăn ngay. Tuy lợi ích như vậy nhưng mẹ cũng đừng nên lạm dụng quá nhiều vì thành phần axit oxalic có nhiều trong rau sẽ cản trở cơ thể hấp thụ canxi và sắt. 2. Bông cải xanh. Bông cải xanh từ lâu đã được xem là siêu thực phẩm của mọi nhà, vậy nên không quá ngạc nhiên khi loại rau này có mặt trong danh sách mục của đáp án sinh mổ nên ăn gì. Mẹ sau sinh nên ăn bông cải xanh nhằm nạp thêm vitamin C để tăng cường hệ miễn dịch, rút ngắn thời gian phục hồi vết thương. Khi ăn bông cải, tốt nhất mẹ nên dùng chín để tránh tình trạng bé sơ sinh bú mẹ bị đầy hơi trứng bụng. Ngoài ra, bạn lưu ý không nên loại bỏ phần cuống rau vì đây là bộ phận có nhiều dinh dưỡng, đặc biệt là chất xơ hơn hẳn so với phần bông. 3. Quả bầu. Có rất nhiều lý do để mẹ ăn quả bầu sau sinh mổ. Lấy ví dụ tiêu biểu như việc ăn bầu sẽ cung cấp chất xơ giúp mẹ ngăn ngừa táo bón sau sinh hay cải thiện sắc vóc nhờ bổ sung nhiều dưỡng chất thiết yếu. Chưa kể thành phần của quả bầu chứa đến 95% là nước nên mẹ có thể ăn thoải mái mà không lo cân nặng tăng. Để không bị ngán, mẹ nên linh hoạt trong cách nấu như là luộc, hấp, nấu canh hay là xào với thịt cũng rất ngon. 4. Rau chùm ngây. Đây là loại rau được giới chuyên gia khuyến nghị sử dụng cho những mẹ ít sữa. Lợi ích này dựa vào những thành phần quý báu có trong chùm ngây như là vitamin A, C, E cùng một số axit amin thiết yếu giữ vai trò tạo ra nguồn sữa dồi dào. Bên cạnh khả năng lợi sữa thì chùm ngây còn là nguồn canxi phong phú giúp mẹ phòng tránh nguy cơ loãng xương và những vấn đề liên quan đến việc thiếu hụt canxi sau sinh như là rụng tóc sau sinh, đau mỏi vai gáy, tụt lợi chân răng. Loại rau này khá dễ sử dụng, mẹ có thể nấu canh hoặc xào với tôm thịt ăn đều được. 5. Khoai lang. Nếu băn khoăn chẳng biết sinh mổ nên ăn gì thì hãy cho ngay khoai lang vào thực đơn. Sở dĩ như vậy vì loại củ này có chứa nhiều carbohydrate, chất đường, bột lành mạnh. Thành phần này chẳng những cung cấp năng lượng cho hoạt động sửa chữa của tế bào mà còn thúc đẩy tổn thương mau lành nhờ cung cấp thêm các enzyme có lợi. Chưa kể, khoai lang còn cung cấp nhiều chất xơ rất có lợi cho hoạt động tiêu hóa, thường bị suy giảm sau sinh mổ của sản phụ. Mẹ nào đang lo lắng về chất lượng sữa của mình thì cũng có thể ăn khoai lang thường xuyên nhằm bổ sung thêm chất khoáng và vitamin thiết yếu. Hy vọng với những chia sẻ trên, các mẹ sẽ bổ sung thêm những loại rau trên vào thực đơn mỗi ngày để vết mổ sau sinh mau lành. Chúc các mẹ và bé luôn khỏe mạnh!